Nay, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thanh Trơn, chuyên khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Quốc tế Phương Châu sẽ giúp chúng ta làm rõ vấn đề này. Thưa bác sĩ Trơn, bong gân là tình trạng như thế nào và có triệu chứng ra sao ạ? Theo như y học thì cái từ bong gân là một cái từ nhân gian mà được cái y khoa của Việt Nam chấp nhận. Bong gân chỉ là cái tình trạng tổn thương những cái cấu trúc mà giữ vững khớp mà đa phần là tổn thương kính. Đó là cái gì? Đó là tổn thương dây chằng và tổn thương bao khớp. Thì khi mà bệnh nhân bị bong gân thì bệnh nhân sẽ than phiền đầu tiên khi gặp bác sĩ đó là gì? Là bệnh nhân sẽ than phiền là bác sĩ ơi, tôi đau quá sau khi tôi té hoặc là tôi trượt, tôi ngã, tôi đau quá một cái khớp nào đó. Thì bệnh nhân sẽ báo hiệu cho mình, thì bác sĩ sẽ khám. Thì khi mà khám lâm sàng tại chỗ, cái chỗ mà khớp mà bị tổn thương, bị té, thì bác sĩ lâm sàng người ta sẽ phát hiện những cái dấu hiệu sau. Thứ nhất là nó sẽ có sưng, sưng nề cái vùng mà khớp mới bị tổn thương. Thứ hai là nó sẽ đôi khi nó có bầm tím, nếu mà nó có đứt gân thì nó gây ra chảy máu, cho nên nó sẽ gây bầm tím cái vùng đó. Và thứ hai, ba nữa là bệnh nhân rất là đau khi mà vận động thụ động hoặc là vận động chủ động. Khi mà bị bong gân thì chúng ta cần phải xử lý như thế nào thưa bác sĩ Trơn? Thì đây là một cái tổn thương cấp tính, cho nên cái việc xử trí rất là quan trọng. Đôi khi mà cái việc xử trí là ban đầu mà sai lầm thì nó sẽ gây cái hậu quả nặng nề, thứ nhất cho bệnh nhân và thứ hai là cho cái bác sĩ điều trị sau này. Những cái vấn đề sau mà mình phải lưu ý khi mà một cái bệnh nhân hoặc là một trường hợp trong gia đình chúng ta mà có những người bị bong gân thì chúng ta cần phải xử trí cho đúng. Thứ nhất là chúng ta sẽ bất động, hạn chế vận động cái vùng đó thì tránh quá trình tổn thương tiếp tục. Và thứ hai nữa là sẽ giảm đau cho bệnh nhân. Mà chúng ta thường là có thể sử dụng ở nhà, đó là chúng ta cho bệnh nhân nghỉ ngơi hoặc là chúng ta dìu bệnh nhân đi, đừng cho bệnh nhân tự đi. Thứ hai là chúng ta chườm lạnh để gì? Để cho cái quá trình viêm nó sẽ giảm lại, cho bệnh nhân đỡ đau. Và thứ ba là cái quá trình sưng nó sẽ không có diễn tiến trầm trọng hơn. Bác sĩ Trân muốn lưu ý bệnh nhân là những cái điều nên tránh khi mà chúng ta bị bong gân. Mà đa phần á, ở Việt Nam thì chúng ta thường bệnh nhân người ta sẽ theo là cái kinh nghiệm nhân gian. Mà đôi khi những kinh nghiệm nhân gian sẽ làm cho quá trình mà bong gân của chúng ta nó trầm trọng hơn. Ví dụ điển hình là khi mà bị té ngã hay là bị bong gân á, thì người nhà hoặc là bệnh nhân sẽ lấy dầu nóng và chúng ta xoa bóp. Đó là những lưu ý đối với những người đã bị bong gân. Còn để cho giúp cho mọi người có thể tránh được tình trạng bong gân thì bác sĩ Trơn có lời khuyên như thế nào? Thì mình muốn gửi với những cái người khán giả nghe đài thì chúng ta nên, thứ nhất chúng ta phải tuân thủ cái quá trình bảo vệ lao động trong quá trình làm việc. Cái điều đó rất là quan trọng, tại vì để làm gì? Để hạn chế thấp nhất cái khả năng tai nạn trong quá trình lao động. Thứ hai, trong quá trình lưu thông chúng ta cần phải thực hiện nghiêm cái luật giao thông. Còn cái vấn đề khi mà chúng ta về nhà thì chúng ta phải, thứ nhất là chúng ta phải, nhất là người cao tuổi, chúng ta cần phải, thứ nhất là phải có người giám sát những người cao tuổi, tại họ rất là dễ bị té. Thứ hai là chúng ta cần phải chú ý, thứ nhất là sàn nhà, thứ hai là cái chế độ sinh hoạt của người cao tuổi. Họ là những cái đối tượng rất là dễ bị té ngã và đối tượng rất là dễ bị bong gân. Còn đối với những người trẻ khỏe như bác sĩ Trơn hoặc là cô MC thì chúng ta phải nên tập thể thao. Để chúng ta có một cái hệ thống gân cơ bảo vệ khớp rất là khỏe, thì khi mà chúng ta sẽ chịu được lượt cái lượng rất lớn để tránh được cái khả năng mà bị té ngã hoặc là bị bong gân. Tại vì trong quá trình bong gân nó đang diễn ra quá trình viêm tại cái chỗ tổn thương, chúng ta sẽ soi dầu nóng, nó có tác dụng giảm đau, tuy nhiên nó sẽ làm tăng quá trình viêm. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thanh Trơn đã có những chia sẻ cũng như là những hướng dẫn thật là hữu ích cho quý khán giả của chương trình về tình trạng bong gân ạ. Xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, và đến đây thì chương trình Alo Bác Sĩ xin được tạm dừng. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị gửi về email của chương trình alobacsi.ct@gmail.com. Hẹn gặp lại quý khán giả trong